Con này mua bao nhiêu tiền? 1 triệu. Mua con tí cắp. Con này bé tí. Xấu. Nhưng mà nó nhỏ. Cái con mà bé bằng cái cốc ấy. Đó, con tí cắp. Con ấy cũng yêu nhìn mặt giống như con này mà. Ừ, con này không nhai được xương. Nhè rồi. Em xin cả thủng ruột thôi.